Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một trường hợp lâm sàng rất là thú vị, một trường hợp đến với chúng tôi trong một cái tình trạng nó có nhiều bệnh lý, một trường hợp đến đến là cái ghép implant, tuy nhiên là có rất là nhiều bệnh lý. Và hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu xem là chúng tôi trong cái trường hợp phức tạp như thế này thì chúng tôi đã xử lý những cái vấn đề đấy bằng cách nào, và chúng tôi đã áp dụng những công nghệ hiện đại nào để mà giúp cho bệnh nhân có một cái hàm răng hoàn mỹ. À, xin mời các bạn hướng lên màn hình cùng với tôi để tìm hiểu về trường hợp lâm sàng này. Các bạn hướng lên màn hình ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy đấy là một cái trường hợp mà trong chuyên môn của chúng tôi gọi là trường hợp mất răng cài răng lược. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là các cái răng nó mất răng hàm trên và hàm kẽ, hàm trên và hàm dưới nó xen kẽ lại với nhau. Và khi bệnh nhân cắn vào thì các bạn có thể nhìn thấy là nó mất toàn bộ cái kích thước dọc. Và khi mà bị như thế này thì bệnh nhân gần như là không ăn uống được gì cả. Khi mà bệnh nhân cắn thì các bạn có thể nhìn thấy là bệnh nhân sẽ cắn vào các cái điểm lợi như thế này thì nó sẽ rất là đau. Cụ thể ở đây là các cái lợi như thế này, hàng ngày là bệnh nhân ăn nhai là nó bị dần loét hết. Và đối với những bệnh nhân như thế này ấy, thì cái kế hoạch điều trị để làm sao đấy để tái lập lại cái kích thước dọc, tái lập lại cái hàm răng và tái lập lại cái thẩm mỹ để vừa đảm bảo được vấn đề chức năng ăn nhai, vừa đảm bảo vấn đề thẩm mỹ và vừa đảm bảo kết quả điều trị lâu dài, nó sẽ đòi hỏi một cái kế hoạch tổng quát và đòi hỏi người bác sĩ của chúng tôi, gọi là ekip bác sĩ của chúng tôi, sẽ phải có sự phối hợp giữa các bác sĩ phục hình, các bác sĩ implant và các bác sĩ thẩm mỹ nha khoa thì mới có thể đem lại được một cái kết quả hoàn mỹ cho bệnh nhân này. Và đây là cái hình ảnh mà khi mà bệnh nhân không cắn lại với nhau thì các bạn có thể nhìn thấy là bệnh nhân đối với hàm trên ấy, thì là bệnh nhân mất toàn bộ nhóm răng cửa trên. Và các cái răng còn lại thì bị mòn đi rất là nhiều, bị mòn vẹt đi rất là nhiều. Đây là hình ảnh hàm trên. Các bạn có thể nhìn thấy là bệnh nhân mất toàn bộ răng hàm, răng hàm răng mất hết và còn lại các cái răng cửa, còn lại các cái chân răng nó lởm chởm với nhau. Còn những cái răng thật còn lại thì các bạn có thể nhìn thấy vào đây các cái vị trí này là cái sự mòn răng nó diễn ra rất là nhiều. Đối với hình ảnh hàm dưới thì nó cũng không khá gì hơn so với hàm trên. Các bạn có thể nhìn thấy là răng toàn bộ răng hàm của bệnh nhân này cũng mất, những cái răng còn lại thì cũng có rất là nhiều vấn đề bao gồm mòn mặt nhai. Đối với những trường hợp mà mòn mặt nhai như thế này thì lúc mà ăn nóng lạnh vào sẽ rất là buốt và lâu ngày nó sẽ có nguy cơ nó hỏng tủy. Những cái chân răng còn lại thì là nó làm cái chân răng còn lại nó sẽ làm cho cái quá trình vệ cái làm cho cái bệnh bệnh nhân của chúng tôi vệ sinh rất là khó khăn, thì chính vì thế nó gây ra một cái tình trạng viêm lợi. Thì tí nữa ở trên phim quang các bạn có thể sẽ nhìn thấy được là đối với những cái chân răng này nó có một cái hình ảnh gọi là nó nang xương hàm, nó bị phá cái xương hàm của bệnh nhân ở trong cái xương hàm rất là nhiều. Thì bệnh nhân này đến với chúng tôi ấy, thì khi đến với chúng tôi thì cái mong muốn của bệnh nhân thì bệnh nhân có ba yêu cầu. Cái thứ nhất đấy là gì, đấy là làm cho bệnh nhân có một cái bộ răng có thể ăn nhai tốt, ăn nhai giống như thời còn trẻ. Cái vấn đề thứ hai nữa đấy là bệnh nhân cũng mong muốn đấy là có được một cái thẩm mỹ nó phù hợp với cái độ tuổi của bệnh nhân. Cái thứ ba nữa là mong muốn của bệnh nhân đấy là cái kết quả điều trị của chúng tôi ấy. Bởi vì bệnh nhân cũng 67 tuổi rồi thì làm sao đấy để mà chúng tôi chỉ cần điều trị một lần thôi và sau này thì bệnh nhân sẽ không phải làm đi làm lại nhiều lần nữa, và cái vấn đề sử dụng, cái hiệu quả ăn nhai cũng như là vấn đề thuận tiện trong vấn đề sử dụng là cái vấn đề bệnh nhân đặt cái yêu cầu rất là cao. Và đây là cái hình ảnh phim CT con bim của bệnh nhân. Chúng tôi lưu ý với cả quý khách hàng đấy là quý bệnh nhân đấy là trong những trường hợp cái ghép implant ấy, thì chụp cái phim CT côn bim là một cái gọi là một cái chỉ định bắt buộc phải làm để tránh những cái vấn đề rủi ro, và có thể giúp cho chúng tôi khảo sát được những cái cấu trúc giải phẫu ở trong xương hàm. Hiện nay như tôi được biết thì cũng có một vài cơ sở là cái ghép implant nhưng mà không sử dụng CT côn bim. Thì thực sự thì đây là một vấn đề nó cũng khá là nhạy cảm và tương đối là có rủi ro cho khách cho bệnh nhân, bởi vì trong cái xương hàm quý vị biết là nó có những cái cấu trúc giải phẫu nó mà bằng mắt thường của chúng tôi không thể nhìn thấy được và bắt buộc chúng tôi phải quan sát trên cái phim này. Thì bây giờ quý vị hãy nhìn lên màn hình và xem cái hình ảnh phim CT côn bim của chú Hải. Ở trên phim CT côn bim thì khi mà khảo sát hàm trên ấy, thì là chúng tôi nhận thấy là ở các cái chân răng cửa hàm trên, các cái chân răng cửa còn sót lại hàm trên nó có cái dấu hiệu bị gọi là viêm quanh chóp răng. Cái này trường hợp này là một cái trường hợp nó
một cái bệnh lý nó khá là phổ biến khi mà bệnh nhân có những cái răng bị mất và người ta để lại cái chân răng người ta không nhổ đi, thì là cái tình trạng nang quanh chóp là một cái tình trạng chúng tôi rất hay gặp. Nang quanh chóp là một cái dạng bệnh lý lành tính, khi mà có những cái viêm nhiễm mãn tính nó diễn ra liên tục ở chân răng thì nó sẽ giải phóng thích cái vi khuẩn ra và nó sẽ làm cho cái xương hàm của mình nó bị tiêu đi, nó để lại những cái nang ở trong xương hàm. Những cái bệnh lý này nếu như không được điều trị thì nó cũng rất là nguy hiểm. Đây quý vị có thể nhìn được cái lát gáp này, các cái chân răng này nó bị tiêu đi rất là nhiều rồi. Đây, đặc biệt là cái vị trí răng số 11 này nó có cái nang tương đối là to. Tuy nhiên ở bệnh nhân này thì nó có một cái ưu điểm, đấy là cái cấu trúc gọi là cái mật độ xương hàm của bệnh nhân tương đối là tốt. Chính vì thế nó cũng là một trong những cái ca thuận lợi để chúng tôi có thể cấy ghép implant được. Khảo sát ở vùng răng hàm phía trong răng hàm hàm trên ở bên phải thì chúng tôi thấy là cái cấu trúc xương hàm gọi là chiều cao xương hàm của bệnh nhân nó tương đối là thấp. Khi đo trên phim thì chúng tôi chỉ ghi nhận được có 5 mm thôi. Như thế nghĩa là khi mà chúng tôi cấy ghép implant cho bệnh nhân này thì chúng tôi sẽ phải làm cái thủ thuật là nâng xoang hàm, trả cái đáy xoang hàm về đúng cái vị trí giải phẫu ngày xưa, và chúng tôi đưa một cái vật liệu dẫn tạo xương, một vật liệu sinh học vào trong cái đáy xoang hàm của bệnh nhân. Thì chính cái vật liệu dẫn tạo xương này nó sẽ có cái vai trò là nó sẽ kích thích các cái xương hàm, các cái xương của mình, cái xương mềm mà bị tiêu đi của mình nó sẽ tái sinh trở lại. Đối với răng hàm ở hàm trên bên trái thì cũng tương tự như hàm trên bên phải. Đấy là cái chiều cao xương còn lại chỉ được 6 ly thôi. Ở bệnh nhân này thì nó có một cái thuận lợi cho vấn đề nâng xoang, đấy là cái xoang hàm của bệnh nhân, cái phần đen đen mà quý vị nhìn ở cái con chùa, cái quỷ đấy, là cái cấu trúc xoang hàm. Cấu trúc xoang hàm này là một cái cấu trúc rỗng, nó có vai trò, nó nằm ở cái xương hàm trên và nó có vai trò gọi là hô hấp cũng như là phát âm cho chúng ta. Tuy nhiên khi mà mất răng ấy thì là do cái quá trình thông khí nó sẽ làm cho cái đáy xoang hàm này, bình thường là nó cao ở cái đường đây này, tuy nhiên là khi mà mất răng thì nó sẽ cái quá trình thông khí nó sẽ làm cho cái đáy xoang hàm này nó xa xuống, và trong trường hợp này thì cái chiều cao xương nó đã chiếm mất cái chiều cao xương, và khi mà cấy ghép implant thì là chúng tôi sẽ phải đẩy cái đáy xoang hàm trả lại cái vị trí giải phẫu mà ngày xưa, mà cái đáy xoang cũ ngày xưa là nó nằm ở đây. Đối với hàm dưới thì khi mà phân tích xương hàm dưới thì là nó nặng hơn xương hàm trên, đấy là ở các cái vị trí răng thật còn lại của bệnh nhân thì nó có những cái dấu hiệu nang xương hàm rất là to, đặc biệt là ở cái vị trí hàm dưới bên phải ở cái răng số 34 thì là quý vị có thể nhìn thấy nó có một cái nang rất là to đây, nó hình như một cái quả trứng. Đây quý vị có thể nhìn thấy cái hình ảnh nang xương hàm màu đen đen này quý vị nhé, chính là một cái ổ viêm nhiễm nó nằm ở trong xương ấy, để lâu ngày nó cũng khá là nguy hiểm. Còn là đối với hàm dưới thì là ở phía vùng răng hàm đằng sau thì xương của bệnh nhân tương đối là thuận lợi để có thể cấy ghép implant. Thì sau khi khảo sát trên phim CT côn bim cũng như là kết hợp với những cả cái mong muốn của bệnh nhân và cái tình trạng lâm sàng thực tế trên miệng của cái vị khách hàng này thì chúng tôi quyết định đưa ra kế hoạch điều trị như sau. Đối với những cái răng mà còn chắc của bệnh nhân ấy, thì chúng tôi sẽ giữ lại, sau này chúng tôi sẽ làm các cái phục hình để chúng tôi tái lập lại cái khớp cắn sau. Chúng tôi sẽ đề ra ba cái mục tiêu mà chúng tôi sẽ phải đạt được trong ca này. Cái thứ nhất đấy là phải tái lập lại khớp cắn cho bệnh nhân. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ phải trồng lại những cái răng đã mất. Cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ phải thiết lập lại cái mặt phẳng cắn nó bị lệch, và chúng tôi sẽ phải thiết lập lại cái mặt phẳng cắn để tạo lại cái nụ cười đẹp cho vị khách hàng này. Thì đi vào cái kế hoạch điều trị cụ thể thì chúng tôi sẽ chia thành hai giai đoạn để điều trị. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng tôi sẽ đặt các cái chân răng nhân tạo implant vào trong xương hàm của bệnh nhân. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chúng tôi sẽ làm các cái răng sứ và tái lập lại cái khớp cắn cũng như là cái thẩm mỹ cho vị khách hàng này. Đối với kế hoạch cấy ghép implant thì trong trường hợp này cụ thể ở đây đối với hàm trên thì chúng tôi nhổ bỏ toàn bộ những cái chân răng còn sót lại của bệnh nhân và nhổ luôn cái răng cửa này. Răng cửa này nó giống như lúc nãy trên phim tôi phân tích là thấy nó có cái nang, và chúng tôi sẽ nhổ luôn. Sau đấy chúng tôi sẽ tiến hành cấy 4 implant ở vùng răng cửa, một implant ở vùng răng hàm trên bên trái và hai implant ở vùng hàm trên bên phải. Hai cái này chúng tôi sẽ áp dụng cái kỹ thuật nâng xoang bằng siêu âm cao tần.
Còn đối với cái kỹ thuật, đối với cái vùng răng cửa này thì chúng tôi đặt 4 implant và áp dụng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật hybrid, gọi là kỹ thuật Onon 4. Đối với hàm dưới thì chúng tôi sẽ tiến hành, chúng tôi nhổ bỏ toàn bộ những cái răng chân răng còn sót lại ở cả hai bên. Ở hàm dưới có một cái đặc biệt lưu ý như lúc nãy trên phim quý vị có thể thấy, đấy là ở cái vị trí ở cái răng số răng 3-4 này, thì ở phía dưới xương hàm nó có một cái nang rất là to như thế. Thì khi mà nhổ răng đi thì chúng tôi sẽ tiến hành, chúng tôi lật cái vùng lợi đấy ra và chúng tôi sẽ lấy bỏ cái nang xương hàm, đồng thời chúng tôi sẽ đưa vào đấy một cái vật liệu dẫn tạo xương để nó giúp cho cái cơ thể của mình nó tái sinh lại cái vùng xương đã bị khuyết. Hàm dưới ở bên trái chúng tôi sẽ tiến hành, chúng tôi đặt 3 cây implant, còn ở bên phải thì chúng tôi sẽ tiến hành, chúng tôi đặt 1 cây implant vào vị trí này. Và đây là cái hình ảnh sau khi tôi đã tiến hành tôi phẫu thuật cho bệnh nhân. Đây là cái hình ảnh phim chúng tôi gọi là phim panorama. Phim panorama là một cái phim nó trải dài cung hàm của mình theo một cái chiều 2D để chúng tôi có thể quan sát được rõ hơn những cái vị trí implant chúng tôi đã cắm. Thì quý vị có thể nhìn thấy đấy là cái vùng răng cửa trên tôi đã tiến hành, tôi đặt 4 cây implant và thực hiện kỹ thuật Onon 4. Nó khác với những cái implant khác, quý vị có thể nhìn thấy đấy là nó có ngay những cái cọc, sau khi cắm xong nó có ngay những cái cọc nó nhô lên như thế này. Mục đích là để chúng tôi làm những cái hàm tạng ngay lập tức sau khi cắm xong cho bệnh nhân để trụ lên trên 4 cái implant này. Còn đối với vùng răng hàm ở hai bên thì là quý vị có thể nhìn thấy là hai răng này đã được tôi vén cái đáy xoang lên trên cao và tôi đã đưa vật liệu dẫn tạo xương vào trong để nó kích thích tái sinh cái xương hàm, tương tự như thấy bên này. Đây quý vị có thể nhìn thấy nó có cái nhô nhô giống như cái nấm đó. Còn đối với hàm dưới thì chúng tôi cũng tiến hành cắm 3 cây. Ở cái vị trí này chính là cái vị trí có cái nang xương hàm cũ. Đấy, thì còn ở vị trí này là cái vị trí mà có cái chân răng cũ. Thì đối với những trường hợp này, nếu như mà là khi mà chúng tôi áp dụng những cái kỹ thuật cổ điển như ngày xưa thì cái vấn đề nâng xoang hay là ghép xương nó sẽ tương đối là khó khăn và nặng nề. Tuy nhiên là ngày nay thì nhờ những cái công nghệ, những ứng dụng những cái công nghệ số cũng như là những cái kỹ thuật phẫu thuật bằng siêu âm ấy, thì nó sẽ giúp cho cái quá trình phẫu thuật của chúng tôi nó diễn ra tương đối là nhẹ nhàng cho bệnh nhân và đặc biệt là nó sẽ tăng được cái tỷ lệ thành công lên. Và đây là cái hình ảnh sau cùng của bệnh nhân, đây là hình ảnh kết thúc điều trị khi mà chúng tôi tiến hành, chúng tôi lắp răng sứ cho bệnh nhân đây ạ. Thì đối với những cái răng mòn thì chúng tôi đã tiến hành, chúng tôi làm các cái bọc sứ để tái lập lại cái khớp cắn cũng như là khôi phục lại cái khả năng ăn nhai những cái răng đấy. Còn đối với cái răng cửa trên, cái nhóm răng cửa trên thì chúng tôi đã đặt 4 cái implant. Quý vị cũng có thể nhìn thấy nó ở trên cái răng implant nó sẽ có các cái lỗ. Các cái lỗ này là chính là các cái lỗ kỹ thuật mà để lúc đối với kỹ thuật Onon 4 là các cái lỗ kỹ thuật để mà chúng tôi có thể tháo nó ra được khi chúng tôi cần thiết. Khi mà cái hàm nó có vấn đề gì đấy mà chúng tôi cần tháo ra thì chúng tôi sẽ chủ động chúng tôi tháo ra. Còn đối với răng hàm ở trong hàm thì quý vị cũng có thể nhìn thấy đây là hai cái răng implant và đây là một cái răng implant. Còn những răng này là những cái răng mà chúng tôi đã bọc để tái lập lại cho bệnh nhân. Còn đây là hình ảnh hàm dưới á. Hàm dưới thì là chúng tôi đã tiến hành, bên này chúng tôi đã lắp cho bệnh nhân cắm 3 cái implant. Quý vị nên nhớ là ở vùng này chúng tôi cắm 3 implant. Tuy nhiên là khi mà làm răng thì chúng tôi sẽ tiến hành làm 4 cái răng implant để cho nó đủ cái số lượng răng cũng như là hồi phục lại tối đa cái khả năng ăn nhai cho khách hàng. Bên này cũng là một cái răng implant. Còn đối với những cái răng mòn thì chúng tôi đã tiến hành làm các cái bọc sứ để chúng tôi bọc lại cho bệnh nhân rồi. Vâng, và đây là cái hình ảnh sau cùng khi mà chụp ảnh đối diện. Quý vị có thể nhìn thấy là cái lợi của bệnh nhân và cái răng nó rất là thẩm mỹ rồi. Và đây là cái hình ảnh so sánh trước và sau khi điều trị của vị bệnh nhân này. Quý vị có thể nhìn thấy cái sự thay đổi rất là rõ rệt giữa cái hình ảnh trước và sau điều trị. Trên đây là tất cả những cái gì tôi muốn chia sẻ cho quý vị về cái tình trạng lâm sàng cũng như là cái hướng xử lý của chúng tôi đối với vị khách hàng đặc biệt này. Buổi chia sẻ của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và theo dõi cái kênh chia sẻ kiến thức của Nha khoa Lạc Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.